Hello anh chị em, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu hai cái phần cơ bản quan trọng của một hồ cá koi nhé. Vậy để lên một hồ koi chúng ta cần những gì? Đây là cái câu hỏi của nhiều anh em bắt đầu thiết kế và tiến hành xây hồ. Không phải ai cũng có điều kiện để thuê bên tư vấn thiết kế và thi công một cái hồ koi. Vậy với một cái hồ koi anh chị em cần chú ý, trước tiên là bộ lọc, nó giống như là trái tim hồ koi vậy. Hệ lọc thì có nhiều loại. Có lọc truyền thống, rồi có lọc máy móc như drum. Với một hồ cá koi căn bản thì có hai phần chính anh chị em nhé, bao gồm một hồ chính và bộ lọc. Về hồ chính thì anh chị em khi thiết kế chú ý cần có hút đáy này, hút mặt và hút lửng. Ngoài ra mình cũng cần chú ý việc để sẵn ống thổi luồng chờ để lắp vào máy bơm cũng như là thác anh chị em nhé. Anh chị em cũng chú ý là tùy theo kích thước của hồ để mình chọn ống đi cho phù hợp. Lời khuyên chân thành là anh chị em nên để ống to một chút để sau này khi nước được lưu thông sẽ giúp được hai vấn đề. Một là nước qua ngăn lắng không bị mạnh do ống quá bé mà công suất bơm quá cao sẽ làm cho nát đi cái chất thải, khiến cho bộ chổi không cản được bụi, dẫn tới nước không được xử lý triệt để. Thứ hai là khi ống hút đáy quá nhỏ sẽ khiến cho ngăn bơm ấy sau này bị hụt nước. Thế nên cái việc làm ống to sẽ giúp anh chị em đỡ vất vả sau này. Về cái công dụng của đường ống thì ống hút đáy sẽ đưa tất cả các chất thải mà cá ị ra qua ngăn lắng của hồ. Với hút mặt thì sẽ có công dụng là hút hết cái chất dơ và váng trên cái bề mặt nước hồ. Ngoài ra là những cái dị vật hoặc là lá cây trôi nổi hay là cám thừa sẽ được hút mặt xử lý. Với hút lửng thì nước ở tầng giữa của hồ sẽ được xử lý, như là cặn li ti này hay là những dị vật trôi nổi. Với thổi luồng anh chị em nên đặt so le hai ống ở hai góc của hồ, nó sẽ giúp là tạo cái luồng cho cá bơi và giúp đẩy cái chất thải của cá tuần hoàn về cả ống hút lửng và hút đáy. Cái cơ bản để chất thải của cá trôi về ngăn lắng dựa trên cái việc là chênh lệch cái áp suất giữa hồ chính và ngăn lắng anh chị em nhé. Tức là khi thiết kế anh chị em nên để ngăn lắng thấp hơn hồ chính, như vậy sẽ giúp nước được lưu thông một cách tốt nhất, chất thải trong ống sẽ qua ngăn lắng một cách hoàn toàn. Với anh chị em xây hồ nổi ấy, không có điều kiện thì hệ lọc thấp hơn hồ chính thì ít nhất là hai cái phần hồ chính và hệ lọc nó phải bằng nhau anh chị em nhé. Đó. Tới đây thì Long xin anh chị em vài giây nhé. Long chỉ có một kênh duy nhất là Long B Channel, chỉ chia sẻ với anh chị em về cá koi. Anh chị em có yêu quý thì hãy like và đăng ký kênh để kênh phát triển nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Ok, vậy chúng ta tiếp tục nhé. Với cái hệ lọc sẽ có ba phần chính, đó là lắng này, ngăn lọc tinh và ngăn bơm. Ngăn bơm thì đúng theo như tên gọi của nó thì anh chị em để máy móc như là máy bơm và đèn UV chúng ta để trong đó hết. Ngăn bơm là nơi thả nước về hồ chính hoặc là lên thác hay là ba ki. Đây cũng là cái ngăn nước xử lý sạch nhất có thể để đưa lại hồ. Nếu anh chị em thấy nước ngăn bơm mà không đạt chất lượng như là mong muốn ấy, thì lúc này anh chị em là cần phải xem xét lại cái việc đặt chổi ở cái ngăn lắng và sắp xếp vật liệu lọc ở ngăn lọc tinh anh chị em nhé. Với ngăn lắng thì nhiệm vụ của nó là lắng chất thải xuống đáy để chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh, tránh cái trường hợp chất thải trôi ngược về hồ làm đục nước, cũng như là tránh cái việc chất thải trôi qua ngăn lọc tinh. Vậy nên là nước trong hay không ấy và nước có cặn li ti hay không ấy chính là do ngăn lắng quyết định. Cho nên khi xây hồ ấy, thường thì ngăn lắng sẽ được xây lớn nhất trong cái bộ lọc. Thường thì ngăn lắng to gấp 2 hay 3, gấp 3 lần các ngăn lọc khác. Với ngăn lắng khi xây không cần quan trọng bề ngang á, mà anh chị em cần chú ý tới bề dài của ngăn lắng này. Vì khi chất thải qua ống hút sang ngăn lắng ấy, nó sẽ có không gian để nhẹ nhàng lắng xuống đáy ấy. Vậy nên với ngăn lắng chúng ta cần để cái dàn chổi và tấm di mát trước ống thông ngăn để cản được cái chất thải anh chị em nhé. Anh chị em chú ý là đặt chổi xít nhau là tốt nhất,
nó sẽ giúp cái việc ngăn được cặn li ti trôi nổi, tránh là không cho qua ngăn lọc tinh. Và với cái ngăn lắng ấy, anh chị em nên thiết kế có cái ống thoát hoặc là có máy bơm nhỏ để vệ sinh thường xuyên. Với hồ về hệ lọc thì có thể định kỳ thay nước, nhưng mà với ngăn lắng thì anh chị em nên làm sạch thường xuyên là tốt nhất nhé. Với ngăn lọc tinh thì đây là cái nơi loại bỏ những cái chất độc trong hồ, bởi vì trong ngăn lọc tinh có một cái hệ vi sinh được chúng ta cấy vào để xử lý những cái chất độc trong nước. Hệ vi sinh sẽ chủ yếu sống ở ngăn lọc tinh nhé anh chị em. Nếu anh chị em sắp xếp và cái hệ vi sinh cho ngăn lọc tinh tốt đó, thì sẽ tránh được cái tình trạng cá chết bất thình lình và cá bị nhiễm khuẩn hay là cá ăn hoài mà không lớn. Vậy nên với cái ngăn lọc này ấy, anh chị em nên đầu tư một tí. Chúng ta dùng Gmat này, Canet này, san hô này, sứ thanh này, nham thạch, hoặc là tiết kiệm nhất thì anh chị em dùng lưới lan. Tức là anh chị em có thể để bất kể cái gì nó có công dụng để vi sinh bám vào để sinh sống thì đều được. Với ngăn bơm thì anh chị em chú ý việc nếu để đèn UV thì chúng ta cần có một cái ống cắm sẵn để buộc đèn thẳng đứng và ngập trong nước ấy, tránh để đèn đuổi lành phành nên rất dễ cháy đèn UV. Còn với máy bơm chúng ta không để sát xuống đáy ngăn mà nên kê thêm 1-2 viên gạch để máy bơm có thể hút toàn diện nhất anh chị em nhé. Nếu không muốn ngăn bơm bị hụt nước thì như Long đã nói ở trên, hãy làm ống hút đáy to lên và các ống thông ngăn nhiều lên hoặc là to thì nước sẽ qua đủ cấp cho ngăn bơm, cũng như là nước qua nhẹ nhàng tránh cái tiếng ồn và chất thải không bị đánh tan anh chị em nhé. Và cuối cùng đó là hệ dàn mưa Baki. Nếu có điều kiện thì anh chị em mua những cái dàn Baki xịn sò hay là đặt làm dàn Baki từ inox. Nhưng nếu không có cái điều kiện thì anh chị em hãy tự chế ra một cái dàn Baki để tiết kiệm chi phí, miễn là nó đáp ứng đầy đủ căn bản gồm từ 3 tới 5 tầng. Trên dàn Baki chúng ta có thể để lưới lọc 304 trên cùng để tiến hành lọc cái cặn một lần nữa. Tiếp theo là sứ thanh này, sứ viên và nham thạch là ok anh chị em nhé. Baki là cái nơi vi sinh cũng trú ngụ. Với cái dàn mưa Baki thì nó giúp bốc hơi những cái độc tố ở cái dạng khí, và Baki cũng tạo oxy cho hồ coi nữa. Nên Long khuyên anh chị em dùng Baki dù là làm bé cũng được. Chúng ta nên có một cái dàn Baki có thế từ cái khay, có thể là làm từ cái khay nhựa trồng cây có 25k một cái, chúng ta mua 3 cái là ok, hay từ thùng xốp tái chế lại cũng ok anh chị em nhé. Có một cái vấn đề đó là có nhiều anh chị em tranh luận với nhau về cái việc là nên để nhiều Canet hay là để nhiều Gmat trong ngăn lọc. Thì thực ra anh chị em sử dụng cái nào cũng được, còn tốt hơn là anh chị em không sử dụng. Nếu có điều kiện thì anh chị em dùng cả hai, tức là chúng ta xây 4 ngăn lọc, còn không thì hồ truyền thống 3 ngăn thì anh chị em dùng 1 trong 2 cũng được. Vì trước kia hàng hóa vật tư hồ coi đâu có nhiều như bây giờ. Với lưới lan nhiều cụ chế khung từ ống nước cuốn lại, thế mà hồ vẫn tốt và nước trong đó thôi. Như Long thì Long dùng Gmat thôi, và giữa các ống thông ngăn Long đặt một cái tấm phía trước là ok, bao ngọt nước. Giá thành cũng ok, tương đối là dễ chịu để có một cái tấm Gmat. Vì khi chúng ta dùng Canet thì mình phải sục oxy liên tục, cũng như là làm lưới để tránh Canet trôi qua ngăn bơm đó. Ok, vậy hôm nay Long cùng anh chị em bàn về những cái điều quan trọng của hệ lọc với hồ coi. Mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp ích được cho anh chị em trong cái việc nuôi một hồ coi khỏe mạnh. Anh chị em có yêu quý hãy like và đăng ký để kênh phát triển nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.